À, xin chào các bạn, trở lại với trang ký của ngày xưa. Hôm nay bên lưu ký của Bọc Vàng có đủ các nước Đức, Pháp và Mỹ. Mỹ là cơn, cơn em lên hẳn hai cây luôn, một cái chữ to, một cái chữ nhỏ nhá. Vâng, trước tiên vào cây bắc lái sai nhiều, em sẽ luôn luôn có giá tốt. Đây là mã số 1 nhá, đây là Mavic cơn này sai 135 nhá, càng 35 rồi, em có sai ngang bao nhiêu. Đây là Mavic cầu béo nhé, và ngang nó là 13,8 cơ, rất là thoải mái luôn ạ. Và sai càng 35, sai ngang 13,8. Đây là dòng mắt nâu trà, mắt Mica, thì cái dòng này bác sau mua về thấy mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị rất ok, bởi vì nó giải quyết được rất nhiều tính năng về kính cổ đồ cổ. Nhất là ví dụ bác có tuổi rồi thì bác là bác ví dụ các bác đeo thời gian sau chán cái mắt đi thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị. Đấy, đấy là cái giá trị em nói với các bác rằng như thế khi chơi kính cổ đồ cổ. Mavic cầu béo nhé, và con này size càng 135, size ngang là 138 của Đức Quốc xã Thái Phỉ 1950, chuẩn Âu nhất. Và nó nhất là sản xuất tại chính Anh Đức, Anh Đức Pháp Mỹ nhé, rất ok, tất cả những cái đồ cổ chuẩn Âu nhất là rất ok ạ. Và những cái này thì không phải nghĩ ngợi nhiều rồi. Ở cầu giữa nó có cái chữ Optima 20 gram ven thay rồi nhé, còn lại là zin hết nhé. Vâng, rất rõ ràng. Càng bên trái là Mavic 135, càng phải là 135 Optima. Bọc vàng sáng gương đó làm thật, hàng dởm hàng giả, nhái trẻ của đêm 3 ngày, mà đối tượng hàng dởm hàng giả nhái nó sẽ không công khai địa chỉ đâu. Và đấy nha, và cái này là chỗ chuôi phần này hơi sức nhẹ một chút xíu nhé, không hề ngưỡng vậy. Và đấy, sức nhẹ phần chuôi thôi, còn lại ô vẫn kê hết. Và chứ về có mấy cây nó kiểu kiểu này là mã số 01 nhé. Và trước bán làm cây là toàn 5 triệu 7, 5 triệu 8 đi. Bây giờ bán cái giá là 5 triệu rưỡi nhé, 5.500k. Và giá 5 triệu rưỡi, 5.500k nhé. Và giá 5 triệu rưỡi mà vẫn có fix luôn. Đấy mới sướng, đấy mới là hay. Hay ở cái trang kính cổ kính xưa, đồ cổ đồ xưa như thế. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản thì bao ship, ship quốc đồng đặt cọc 100-200 tùy giá trị kính. Ship quốc là ra hàng thu tiền thì quy đồng đặt cọc 1-200. Về thời gian bán hàng từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần, không nghỉ ngày nào kể ngày lễ Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước. Đấy, tránh tình trạng lên suất quá thì em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa này, rồi đi gửi hàng này, việc lọ việc kia này, thì các bác điện thoại trước là em sẽ liên tiếp đoán từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu tất cả về kính đồ cổ nhá. Đó là mã số 1 đã xong, 5 triệu rưỡi nhá. Tiếp theo là mã số 02, xem là cái gì đây. Và là mã số 02 đây là con Lamy Ba Răng, con này size 140. Và Lamy của Lamy Ba Răng rất là hiếm nhé. Và thông thường Lamy nó chỉ là bản lề đơn thôi, đây là bản lề kép thì nó lại còn hiếm hơn. Và cây kính là của Pháp nhé, thập kỷ 50-60, chuẩn Âu nhất nhé. Đây là dòng mắt Mica, mắt treo, mắt nâu trà nhạt nhé. Tất cả các dòng mắt Mica, mắt treo, nâu trà nhạt này, nếu các bác nào không thích mình bỏ mắt này đi, mình thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị. Đấy, tức là sau là có tuổi đấy, về già có tuổi thì nên thay, thì nó đeo nó sướng hơn. Vì tất cả các dòng Amor, Lamy hay Mavic thì rất nhiều bác cũng đã thay mắt cận lão viễn rồi, thì nó đeo rất là nhẹ đấy. Vâng, đấy, kính này Pháp xưa thập kỷ 50-60 nhé, chuẩn Âu nhất nhé. Và cái này ven thay rồi lại zin hết. Ở cầu giữa thì nó có chuyện vuông, trong cái chuyện vuông nó có hiện cái chữ là đúc bồ Lamy. Vâng, chữ Lamy nhỏ lắm, về cái tất cả cái chuyện của kính cổ đồ cổ thì nó bằng cái máy laser cổ điển thì nó không sắc nét. À, như cái kính đời mới CNC mà các thập kỷ 90 đổ lại đây thì nó đang sắc nét hơn. Tại sao một số đối tượng bán kính bọc và vàng đúc của Nhật khi bán kính khác kèm theo lô hàng của Nhật, vì Nhật đã sản xuất tái bản thập niên 80-90 thì trông nó nhìn nó sắc nét hơn, vì nó cái máy móc nó sử dụng công nghệ nhiều. Còn tất cả kính của đồ cổ bên em bán là thập kỷ 40-50-60 thì bây giờ nó là cái bằng cái thủ công, và nhưng mà độ bền rất là cao đấy. Và đây là mã số 02 nhé, cái Lamy size 140 nhé, Lamy Ba Răng nhé, Pháp xưa nhé. Vâng, trước bán toàn 74-75 nhé, bây giờ bán nó giá là 7.1-7.100k nhé. Giá là 7.1-7.100k. Đấy, giá 7.1 nhé. Và đấy, hình thức mua bán, chào bán hàng thì em nói rất là rõ rồi, thì quy trình mình nói rất là cẩn thận đấy nhé. Và tất cả sản phẩm bán ra bao giờ là bao chất bao test toàn cầu trên toàn thổ. Bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm nhé. Là mã số 02, 7.1. Tiếp theo là mã số 03, xem là cái gì đây. Mã số 3 đây là con cơn, chữ to, chữ viên hoa. Và thập kỷ từ 65 đến 75 nhé. Và
Tất cả khi mà bán kính ra thì em cũng rất là cẩn thận, em sẽ gửi kèm theo cả cái chai nước rửa kính ấy, xịt thơm kính này. Đấy. Đây là mã số 03 nhá. Con này size 52. Và xem đo cái chiều ngang bao nhiêu nhá. Có cây thì 13,8, cây 13,9. Đấy, em tùy từng cây. Cây này 13,9 nhá. Và size 52, chiều ngang 13,9 nhá. Và con này cơn 12, cơn chữ viên hoa 12K thập đời trung thập niên 65 đến 7 1975 của Mỹ xưa, chuẩn ao nhất nha. Vâng. Chuẩn ao nhất thì được, quá yên tâm thì không phải nghĩ ngợi lăn tăn gì mà. Và cái kính này thì có một điểm trừ duy nhất ở cái bên này, nó có một cái chấm chấm gọi là bẩn bẩn ở phần nhựa nhá, nhựa chuôi nhá. Đấy, chấm kim. Chấm kim li ti luôn, một chấm kim đấy, thế thôi, còn lại là ô văn kết. Và bây giờ đi tổng thể này. Vâng. Size 52, chiều ngang 13,9. Amme đời cơn USA xưa, cơn chữ viên hoa, chữ to 12K đời trung. Ô văn kê nhá, gầm cầu dưới, giữa nó có chữ AO 12K ghép. Đó là đời trung nhá. Và cơn chữ viên hoa, chữ to đời trung. Hai càng hát đầu chiều là 5/2, biểu tượng logo Amme đời cơn Office của 12K ghép, chuôi ve benzin. Bọc vàng sáng ánh gần. Đấy. Chuôi ve còn rất mới, rất đẹp nhá. Đó. Bên này thế thôi, đảo chiều nhau, chữ viên hoa đảo chiều nhau. Thế thôi ạ. Vâng, ngoài ra không vấn đề gì ạ. Đấy. Thế thôi, không có lỗi lầm gì. Vâng, cái điểm trừ duy nhất thì em đã nói rồi, nó có một cái chấm ở bên phía càng phải. Phần nhựa chuôi bên này. Một chấm kim. Đấy, li ti đây, cũng chả nhìn thấy gì cơ. Đấy, vì nó rất là nhỏ như chấm kim ấy. Vâng. Đấy. Đấy là phải nói là cái tình trạng thế còn lại là xuất sắc hết, không vấn đề gì ạ. Vâng. Và giá đưa ra này tốt hơn tốt. Ở đấy, thế mới sướng nhỉ. Vâng. Giá cây này là 10.200.000 đến 10.200k nhé. Giá là 10.200.000 đến 10.200k nhé. Giá là 10.200.000 đến 10.200k nhé. Giá là 10.200.000 nhé. Và đã xong mã số 03. Bây giờ em sẽ chuyển sang mã số 04. Và mã số 04 là cây chữ H. Và Amo chữ H, con này size 140 pháp sư thập kỷ 50-60 chuẩn ao nhất nhé. Và Amo chữ H rất hiếm đó. Và thập kỷ 1950, dòng Amo chữ H này nó ra cạnh tranh trực tiếp dòng Solex chữ H, cũng là của Pháp luôn. Nhưng hãng này họ cạnh tranh thì họ nó đua nhau và phá giá. Bởi vì sao? Bởi vì dòng Solex, hãng Solex là quá đắt, trong khi đó dòng này thì nó rẻ hơn rất nhiều. Đấy là cạnh tranh, vì dòng này nó chỉ bằng 12k thôi, còn cái dòng Solex thì bao giờ nó sẽ là bằng 14k. Và con này thì được cái hay là size to, bản to size 40 và bản rất to, và bọc vàng thì là sáng ánh gương, thế mới sướng. Rất mơ, rất đẹp nhé. Vâng, em đã rất là cẩn thận quay ngang, quay dọc để các bác quan sát hết về đẹp cái kính thế nào ra sao. Và mọi thông tin chi tiết về kính em cũng rất là cẩn thận ghi bên dưới video rồi, kèm theo cái địa chỉ lâu năm khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi. Rất là an tâm. Và mà sản phẩm bán ra là check test toàn cầu trên toàn thổ, đấy là cái sướng nhất. Ở cầu giữa là có chữ Amo 2 Triện Vương và số 2052. Vâng, gọi là size 5220. Chuôi ve benzin nhá. Đấy, cầu giữa nhá. Rất rõ ràng. Đây là mắt thủy tinh nhá, hơi váng dầu nhưng mắt thủy tinh trà nhạt nhá. Thủy tinh trà nhạt này thì các bác làm sao? Có nghĩa là mình có thể đi được cả ngày đến tối, đối với điều kiện ánh đèn đường. Đấy, đấy là cái sướng nhất của em nói các bác như thế. Đó. Ok. Tiếp theo là càng bên trái là số 140. Con này chuôi Bắc Đô nhá. Vâng, chuôi Bắc Đô là khá hiếm đấy. Và đấy là càng trái 140 nhá, bọc vàng sáng gương sướng lắm. À, càng bên phải là 140 Amor Frame đang xe. 140 Amor Frame đang xe. Xuất sắc nha, cái này thì không điểm trừ rồi. Và những cây không điểm trừ thì bao giờ nó sẽ là cao tiền. Đây là mã số 4 Amor CH Pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn ao nhất nhá. Và bác nào mà ví dụ chán cao vuông rộng sân đình mặt vuông chữ điền đều rất nổi luôn. Bác nào hay mặc áo sơ mi hay vest ghiếc thì những sử dụng mà mặc đeo cái kính Amor chữ H này hoặc là cây chữ H ấy rất là nổi, nó tôn lên vẻ đẹp sang trọng quý phái và lịch lãm. Nó khẳng định cái giá trị của thương hiệu đó, đấy mới là cái hay nhất mà em muốn nói với các bác như thế. Mà giá cây này thì cũng rất êm ấm thôi, trước bán 15.700.000 thì giờ bán giá 15.500.000, giá là 15.500.000 15.500k. Những cái dòng mà size to bản to là rất là hiếm nhá, bởi vì là những người Pháp, người châu Âu họ hay giữ lại, ít khi họ bán cho người châu Á, người Việt Nam lắm. Và đây là toàn những anh em chơi thân với nhau được mấy chục năm rồi, về kính của đồ cổ rồi đấy, nhượng lại. Và đây là toàn người Pháp đấy, và
đó là bác Đờ Chê Phê Dê Ghê. Vâng, bác cũng khá lớn tuổi rồi, bác cũng ngoài 80 rồi, người Pháp luôn đấy. Vâng, bên nước ngoài thì ít tuổi nhiều tuổi bên toàn mày tao dễ buồn cười. Đấy là em nói với, đấy là nói với người châu, văn hóa người châu Âu đấy nhá, còn Việt Nam mình là không có chuyện thế. Đấy là em phải trao đổi với bác thế bác hiểu. Đấy, tiếp theo là mã số 05, cơn đầu chữ nhỏ nhá, con này đầy đủ nhá, bao bụng của nó đấy, nghĩ mới sướng. Cơn đầu chữ nhỏ thì không phải nghĩ ngợi rồi, nhưng con này thì là không điểm trừ rồi, và là không điểm trừ thì nó cũng cao tiền. Nhưng ở bên em lại đưa ra cái giá tốt nó tốt đấy. Cái này kính này thì có một rất nhiều vị trí tiết đĩa 1 2 3 4 5 đấy. 6. Tất cả rồi. Con này size 52 nhé, xem bao chiều ngang bao nhiêu. Con này ngang thì là 13,8 rồi. Vâng. Cơ đầu chữ nhỏ nhé, của Mỹ xưa thập niên 1955 1960 nhé, giai đoạn từ 55 đến 1960. Vâng. Chuẩn đau nhất nhé, chuẩn đau nhất thì quá an tâm, yên tâm thì không còn gì để phải nghĩ ngợi nữa. Ô văn kê đấy, có nhìn đây, bọc vàng sáng gương, quay cận cảnh luôn để các bác có thể quan sát được vẻ đẹp cái kính làm ra sao. Đó là cái giá trị em muốn nói các bác rằng là chơi kính của đồ cổ mình chơi phải hàng xuất sắc, tuyển chọn, tức là tiền nào ở đấy chứ không nên chơi hàng nhái. Đấy là em chia sẻ thật luôn, kể cả mình chơi cái kính cổ nó cũ một chút đúng không, nó xấu một chút, nhưng nó là cổ xịn thì anh em các bác nó rất nể trọng. Chứ còn nếu mà chơi nhái thì không, thì anh em họ đã nhìn sang cái ánh mắt khác. Và cơn đầu chữ nhỏ của Mỹ xưa thập niên 1950 chuẩn ao nhất nha, bọc vàng sáng ánh gương, đó là thật, hàng dởm hàng giả nhái nó trẻ của đêm bao ngày. Mà đối tượng hàng dởm hàng giả nhái nó không bao giờ không khai chỉ, dấu địa chỉ nơi nhà một nơi, địa chỉ linh tinh địa chỉ lung tung, thứ hai nữa là nó địa chỉ chữ khuất cho có nhìn đấy. Cho lưu ý vấn đề này, ở gầm cầu dưới giữa nó có chữ ao 1/10 12k ghép chuối ve nguyên zin, hai càng khác chiều là American Optical 1/10 5/2 gạch chéo nhé, tập phân là gạch ngang thì em có đủ hết nên là gạch chéo nhé. Vâng, xuất sắc nha, đẹp nha, bộc vàng sáng ánh gương, xuất sắc nha, đẹp nha, bộc vàng sáng ánh gương. Chưa về nguyên zin rồi. Vâng, đây là mã số 5 nhé, cơ đầu chữ nhỏ thật quỷ 1955 1960, chuẩn đau nhất nha. Vâng, và giá là cũng cực tốt đấy, giá con này là 24 triệu 24 nghìn k nha, giá là 24 triệu 24 nghìn k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm nó có thương hiệu như bên này, một địa chỉ, một số điện thoại luôn luôn gắn liền trên tường, kim tường dễ nhìn dễ tìm, thấy mở ra thấy địa chỉ, số điện thoại lâu năm. Còn ngày nay nhiều đối tượng nó cầm cái kính này này, nó quay quanh, nó chụp trên cành cây, lá cây, bụi cây, hoặc là cái nắp capo ô tô, vô lăng ô tô, ghế ô tô, nhưng mà lại không có địa chỉ, đăng trên cái trang ví dụ như là mua bán nhanh .com.vn, mua bán 24 giờ, rồi là Facebook, đặc biệt là TikTok nhé, cực kỳ nguy hiểm. Đối tượng sử dụng rất nhiều sim số đẹp đấy, sử dụng liền lúc 4-5 số điện thoại là đôi ban 2 36 38 39, tứ quý 5 tứ quý 8, rất nhiều tứ quý khác. Thì rất nhiều người, anh em mắc bẫy đã chia sẻ lại, và một số bác bảo thôi chú tiện chúng nó lên ô văn kê thì em nói lên để những người sau các bác khác là không bị mắc bẫy những đối tượng như thế nữa. Bởi vì đăng trên cái trang Facebook là TikTok này, rồi rất nhiều cái trang thương mại điện tử khác nữa. Nhưng mà địa chỉ để chỗ khuất, mua bán thì hẹn ở đường, anh đâu mang qua xe mưng, rồi là mua bán thì bán online, kho mỗi mình mua bán thì ship. Đấy là những đối tượng bán dởm giả nhái. Tất cả kính cửa đồ cổ hay quần áo hiệu, các mua bán phải có cái địa chỉ số điện thoại lâu năm, kể cả ra nước ngoài như thế. Tức địa chỉ và số điện thoại nó phải gắn liền song hành như bên này. Thứ hai phải rõ ràng hình ảnh con mặt con người, giọng nói tròn vành có tiếng. Thứ ba nên mục sở thị nhà có làm sao bể có đèn vạn được. Tuyệt đối không mua cái địa chỉ nó không rõ ràng, địa chỉ chỗ khuất. Đấy, rồi nhiều đối tượng nó ghi là đặt hàng Zalo, inbox Zalo, đặt hàng Messenger, inbox Messenger, đăng trên cái trang Facebook hay TikTok thì như thế là rủi ro rất là lớn. Mà mở outer liên minh cao bao nhá. Vì rất nhiều anh em khác đã mắc bẫy rồi. Chẳng hạn cái đầu chỗ nhỏ này nó trong tình trạng là nó cũng cũ thôi. Nó cũng chưa phải là mới, nhưng mà nó cũng là xuất sắc rồi. Mà giá là 24 triệu nên một số bác mua cái kính giống như này. Có bác thì mua 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12. Đặc biệt là em nhớ qua cách này năm ngoái năm kia của anh ở Quảng Ninh dính 15 triệu dởm giả nhái, rất là nguy hiểm những đối tượng như thế. Bởi vì khi đối tượng mà nó không có cái địa chỉ lâu năm, nó chỉ có số điện thoại thôi, hoặc hỏi địa chỉ mà nhắn tin cho, thì cái đấy là cái rủi ro cực kỳ lớn. Đấy là kinh nghiệm đấy về kính cửa đồ cổ hay đồ quần áo hàng hiệu, các bác lưu ý. Trong nước hay ngoài nước mình nên tìm những cái người con trai ai hiểu kính cửa cổ, chứ còn không nên chọn con gái.
Bởi vì San phân tích này, con gái thì đa phần về kính của đồ cổ, độ am hiểu sâu không có, được thuê bán ở phần trăm, chỉ một vài năm là cũng ủ trái quyền, ăn chia xong rồi là rượu mới bình cũ rồi chuyển hệ khác. Thế nên là lưu ý vấn đề này, em chia sẻ thẳng thật luôn, bên này là chia sẻ thẳng thật, không ngại va chạm. Ngay cả những bất động sản mà huy động vốn như Sông Đà Nhật Nam hay tập đoàn Sunshine Group địa chỉ 16 Quang Hùng, em cũng nói mà, chứ không chi đâu. Rồi buôn điện thoại mạo danh các thứ nói hết lên để là các bác biết, các bác phòng tránh thôi. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác xem video, bác là quý trang cái cổng xưa, các bạn đăng ký kênh, like xem nhiều, em sẽ có giá tốt và xin cảm ơn các bác.